Chào 500 anh em đang thu tha. Hôm nay điện tử nghe nhìn thông minh xin giới thiệu cho anh em một cái siêu phẩm để phục vụ cho anh em nào về bộ môn đánh bài lá bịp. Đấy, trên tay tôi đây chính là chiếc điện thoại đánh bài iPhone X Max 11 anh em nhé. Đời máy này là hoàn toàn mới, đẳng cấp nhất bây giờ. Cái máy này không những có thể đánh bài được, anh em có thể truy cập Zalo, Facebook và mạng tìm quanh đây trên Zalo tán gái và mầm luôn đấy. Hoặc là anh em có cái máy này bây giờ là nhà tôi đã cải tiến là có thể hỗ trợ anh em cài phần mềm trực tiếp vào điện thoại anh em đang sử dụng. Chẳng hạn như anh em đang ở miền Nam hoặc tôi ở Hà Nội thì anh em cũng có thể cài được trực tiếp trên điện thoại anh em. Cái máy này là hỗ trợ được máy iPhone, Oppo, Samsung trực tiếp cho anh em nhé. Đấy, hàng đảm bảo chuẩn đét luôn. Báo siêu nhanh, tốc độ báo bài cực chuẩn, độ chuẩn là 100% luôn. Thì sau đây tôi sẽ giới thiệu luôn anh em này. Thì đây chính là chiếc điện thoại iPhone X Max. Đấy, hòa nhìn hoàn toàn bình thường. Đấy, lướt rất nhanh, không bị lỗi gì cả, vào hoàn bằng luôn. Thì sau đây tôi sẽ truy cập vào cái phần mềm đánh bài của nó để không mất thời gian anh em. Đầu tiên anh em ấn vào cái phần gọi số này thì anh em bấm là chỉ cần ở đây cái cài cái mã máy là cái mới cái một cái máy là có một cái mã riêng. Như đây tôi đã cài riêng cái mật khẩu máy của tôi là chỉ có máy của tôi thôi, nó không chung đồng với bất kể một cửa hàng nào. Anh em là muốn cài mã bao nhiêu tôi sẽ cài đấy, chẳng hạn như máy này là tôi cài là 1368 sao đấy, thì lập tức nó sẽ vào đấy, máy nó hiện lên cấu hình như này đấy, rất nhiều trò. Kể cả ở miền Bắc thì anh em có thể chơi sâm phẩm liêng ba cây, miền Nam anh em có thể chơi binh sập sám, tất cả các loại trò luôn đấy. Thì sau đây ở miền Bắc thì tôi sẽ thử cho anh em là sâm phẩm liêng ba cây đấy. Cái máy này là máy mới nhất bây giờ đấy, tôi vẫn chưa mua trò chơi đấy, thì tôi sẽ vào để test thử cho anh em này đấy. Thì đầu tiên tôi sẽ thử luôn cho anh em là cái trò liêng này, chẳng hạn như ở miền Bắc này anh em người ta hay chơi liêng, là tôi sẽ thử liêng cho anh em đấy. Máy này chơi được rất nhiều người, báo cực chuẩn đấy, độ sát thương là đạt 100% luôn anh em. Nào đây là tôi thử ở chế độ ở đây cho anh em nghe, là tôi thử bằng chế độ loa ngoài. Nhưng khi anh em nào chơi thì anh em đeo một cái tai nghe siêu nhỏ như cái hạt đỗ này, anh em đút vào trong tai nó báo bài trực tiếp cho anh em, không anh em nào nghe cả, đút vào tai không ai nhìn thấy cả. Nhưng đây tôi làm clip, tôi sẽ làm thử bên ngoài để chế độ loa cho anh em nghe là cảm nhận cái tốc độ báo bài của nó anh em nhá. Thì đây là một bộ bài mới hoàn toàn bình thường. Cái bộ bài của nó thì nhìn như là bài bình thường luôn, không có cái dấu hiệu gì để nhận biết được. Nó không phải như bài giấu, bài gãy trên thị trường người ta hay bán là anh em người ta nhìn vào cái người ta biết là sẽ bị lộ. Nhưng cái bên này là anh em chơi được để máy và bài thì không có một cái dấu hiệu gì, nhìn nó như là không. Đấy, một bộ bài 52 con. Đấy. Thì sau đây tôi xin thử luôn này. Ở đây là cái mã máy chơi liêng thì tôi đã cài sẵn rồi, thì khi nào anh em chơi thì tôi sẽ cấp cho anh em cái mã, chẳng những cái mã 8221 ở đây là chơi liêng. Thì sau đây là bốn người, tôi sẽ thử luôn cho anh em này. Tôi thử là chế độ loa đây anh em nhá. Đấy. Anh em chơi này, chẳng hạn như anh em đánh liêng ở đây là liêng bốn người, anh em cầm một bộ bài này như này. Chẳng hạn như tôi sẽ chia thử cho anh em một bài bán này. Đây là một bài mình đặt xuống là nó sẽ báo ngay này. Máy báo số 4 này, thì anh em chỉ cần như này, anh em cầm lên trên tay cháo bốn bỏ bốn cây như này, anh em chỉ cần vuốt như này cái này. Đấy, bốn cây như này này. Đấy, tôi sẽ làm chia thử cho em. Khi anh em chia thì anh em cứ chia bình thường như này. Chắc chắn bài tôi nó sẽ bài cao nhất rồi. 6 7 8 liêng này. Đấy, chẳng hạn như anh em chia một ván bài như này rồi thì anh em khi chia xong anh em đặt xuống luôn bài như này. Máy nó sẽ báo 6 luôn. Đấy, mình lên bài thì mình sẽ đánh một ván này là cao nhất rồi, thì anh em chỉ cần nhặt bài như này. Đấy, anh em úp lên như này rồi anh em lại cháo bỏ đi 6 cây như này là anh em đã biết luôn, không phải đặt lần hai nữa. 4 này, 5 này, 6 này, đấy, 6 cây này. Anh em vuốt xuống này. Vẫn là chế độ 4 người này, mình chia bài mình vẫn là cao nhất. 8 điểm này cao nhất này. Đấy, 8 điểm. Đấy. Ván này là lỗi một ván không sao cả. Đánh về lâu về dài thử lại ván nữa cho anh em này. Máy báo 1 này, anh em bỏ đi một cây. Một cây này. 4 người này thì tôi sẽ tăng giảm người chơi luôn cho anh em. 4 điểm vẫn là cao nhất đấy anh em, tôi khẳng định luôn anh em ván này. 4 điểm là cao nhất, thấy chưa anh em, thấy chưa? Đánh liêng đấy. Anh em nào muốn lên 5 người chơi thì anh em chỉ cần bấm cái nút to nhỏ này, anh em kích một cái này. 5 người này, anh em nghe thấy chưa? 5 người này. Đấy, tôi sẽ đánh thử chế độ 5 người. Đặt cái báo ngay.
Máy báo hai cây, bỏ đi hai cây này, 5 người là bài đẳng cấp luôn, chuẩn đét 100%, 8 điểm cao nhất này, không bài nào chống được đấy. Sau đây tôi sẽ thử cho anh em là cái chế độ 3 cây này. Đấy, anh em chỉ cần về chế độ 3 cây này, tôi sẽ thử cho hai trò đỡ mất thời gian của anh em. Vẫn là báo chế độ như bình thường này, những khi anh em là đánh thì anh em để trong đeo tai nghe không thì không ai biết được. Đánh 3 cây thì anh em bỏ đi phần đầu hình đi. Thời gian ấy, thử máy đánh bài nó hơi lâu, nhưng anh em nào mà chăm chú xem clip này sẽ hiểu cái thao tác và sẽ sắm một bộ, sẽ lấy lại hết những gì mà anh em đã mất. Mà những anh em nào đang nợ nhiều mà nó đòi suốt ngày thì anh em sẽ giả được luôn trong ngày, không phải ngày thứ hai. Đó, đánh 3 cây thì anh em như này, anh em bốc cái, chế độ bốc cái thì là anh em sẽ là người cao nhất. Đây chẳng hạn như này, anh em chọn cái mã là đấy, báo là số người cao nhất ở đây, thì ở đây tôi đã cải thiện, tôi đánh thử luôn anh em này, chế độ bốc cái này, đặt bài cái báo ngay này, máy báo 1 này, anh em bốc đi số 1 này, 9 này, chẳng hạn như đánh 4 người này, nhất 9, chẳng hạn tôi là thằng bốc cái này, đấy, thì tôi sẽ bốc cái, thì tôi sẽ làm người cao nhất là tôi chia này, cái sẽ chia về mình là 4 người này, bài tôi sẽ là bài cao nhất, 7 điểm cao nhất này. Anh em thấy chưa? Chuẩn đét luôn. Tiếp này, đặt tiếp này, báo ngay này, vẫn 1 này. Đấy, 6 là tiến 1 này, 5-6 này. Đấy, tôi bài tôi vẫn là bài cao nhất, chứ ai cũng phải là bài người cao. Đấy, bài tôi vẫn là bài cao nhất. Chuẩn đét như anh em thấy chưa? 10 luôn. Đấy, thì đây chính là cái công nghệ đẳng cấp nhất của môn bộ bài lá bịp 20-0-20. Đấy, máy Xmax luôn anh em nhé. Và anh em nào mà có nhu cầu thì lên cửa hàng xem hàng trực tiếp, mua cái máy Xmax này về để sử dụng luôn. Hoặc là những anh em nào mà đang có máy rồi mà muốn cài trực tiếp vào phần mềm của anh em, thì tôi sẽ cài trực tiếp cho anh em. Máy này hỗ trợ trên iPhone, Samsung, Oppo, bất kể cái loại máy nào, miễn là anh em có thể truy cập vào mạng là thoải mái cho anh em, bao tiếp luôn cho anh em, đảm bảo chuẩn chỉ trong clip này. Đấy, anh em nào xem được clip này thì alo trực tiếp cho tôi qua cái số hotline là 0948037979. Anh em lưu ý là cái số điện thoại này này là làm việc trực tiếp vào số điện thoại này, kể cả Zalo, Facebook anh em cứ liên hệ trực tiếp. Hoặc là anh em có bên dưới có cái chút đăng ký kênh thì anh em đăng ký kênh đấy, thì anh em sẽ cập nhật tất cả các đồ bịp bọ ở trên thế giới cờ bạc bịp Việt Nam này, thì anh em cảm nhận và trực tiếp cho tôi. Ở miền Nam thì anh em có thể qua bến xe miền Đông test hàng trực tiếp thoải mái. Miền Bắc thì anh em có thể qua bến xe Mỹ Đình hoặc bến xe Gia Bắc. Hoặc là anh em nào ngại đi thì mình sẽ gọi video clip hướng dẫn cho anh em cài trực tiếp vào máy cho anh em nhé, đảm bảo chuẩn đét cho anh em 100%, sẽ giúp anh em lấy lại hết những gì mà anh em đã mất. Cảm ơn anh em đã xem clip.